Mời các bạn theo dõi buổi đọc truyện đêm khuya. Câu chuyện Người vô hình. Thiếu phụ choàng tỉnh trong đêm, đúng vào lúc chuông đồng hồ điểm 11 tiếng. Còn một tiếng đồng hồ nữa là tiếng chuông cảnh báo cuối cùng trong một ngày. Bao lâu rồi chị không nhớ. Chị thường xuyên đi ngủ sớm và thức dậy vào quãng nửa đêm. Tất nhiên khi đi ngủ chỉ có một mình. Dạo này bé Hương thường sang bà ngoại và ít khi nó chịu về ngủ cùng chị. Biết tính chị khó ngủ, chồng chị đem theo chìa khóa để khi về nhà có thể tự mở cửa mà không quấy rầy chị. Anh thường về nhà rất khuya. Giờ đây bên cạnh chị là một đống to lù lù chăn mền trùng quanh, kèm theo hơi thở nồng nặc mùi rượu bia và tiếng gáy đều đều như cối xay gạo. Có lẽ chị đã rất thương chồng, rất yêu chồng. Chồng chị đang ngủ say, rất say. Chị vén mớ mái tóc đen lòa xòa trên khuôn mặt hằn sâu nỗi cực nhọc của nhà kinh doanh. Anh từng bảo phải có tiền nhiều để thống trị kẻ khác em ạ. Thời buổi này thằng nào có nhiều tiền thì thiên hạ nó mới sợ. Anh muốn chứng tỏ sự giỏi giang của mình bằng cách kiếm được thật nhiều tiền. Chị bật cười với câu phát biểu đó. Anh nhíu mày ngạc nhiên. Sao em lại cười? Chị nhún vai. Vì em là em, còn anh là nhà kinh doanh, thế thôi. Chị nghĩ bụng. Có nhiều tiền và suy nghĩ đúng là hai việc khác nhau. Tuy có những điểm khác biệt trong quan niệm sống, nhưng nói chung tổ ấm của anh chị rất hạnh phúc, êm đềm và hòa thuận. Cũng có thể là khi hạnh phúc người ta dễ dàng quên đi những cái tưởng như vô cùng nhỏ. Nhìn anh ngủ, chị cảm thấy hạnh phúc của mình như thế là quá đủ rồi. Một bé gái xinh xắn, một người chồng giỏi giang, một ngôi nhà được coi là rất sang trọng trong thành phố. Chị rất thích ngắm anh khi anh ngủ. Ngắm đủ một chút thôi, rồi bất ngờ chị lại ngắm. Thì anh dụi mắt cười ngượng nghịu. Ngủ đi em làm anh thấy kỳ quá. Rồi anh véo mũi chị. Rõ là cô bé đáng yêu của anh. Chị chỉ mong chờ có thế để rúc vào ngực anh cười thầm thì, nói thầm thì lời yêu thương. Nhưng rồi việc chị thức dậy trong đêm để âm thầm ngắm anh lúc anh ngủ còn vì một lý do riêng khác. Chị muốn chứng kiến thời khắc chuông đồng hồ điểm 12 tiếng báo hiệu là đã nửa đêm. Tiếng chuông hết sức kỳ dị, pha tạp tiếng va chạm của kim loại và thủy tinh. Âm hưởng của nó thôi thúc lắm. Chiếc đồng hồ này là quà tặng của người bạn cũ nhân dịp mừng nhà mới của anh chị. Chiếc đồng hồ màu đỏ bọc đô, có những chi tiết phụ mạ vàng, trông nó có vẻ cổ kính, kỳ quái và rất sang trọng. Người bạn nói các cầu cho nó ở phòng khách là hợp nhãn nhất, cùng với đèn chùm trang trí ở giữa phòng hắt ra tia sáng màu hồng đỏ thì rất tuyệt, rất tây. Quả đúng thật vậy. Trang trí nội thất ở nhà chỉ rất đơn giản, nhưng những chiếc đồng hồ của lắc ấy, tiếng kêu thánh thót của nó, tối đến phòng khách có một sức hút lạ kỳ. Thi thoảng nhà chị là điểm tập trung hẹn hò, là nơi rộn tiếng cười của bạn bè. Dần dần chuyện đồng hồ hợp nhãn chìm vào quên lãng khi mọi người mãi chú tâm vào công việc mưu sinh. Chồng chị bắt đầu bực mình với tiếng nhạc báo giờ của nó. Anh bảo nó đều đều đơn điệu thế nào. Ta gỡ bỏ bộ nhớ báo giờ bằng âm thanh đi hả em? Chị gạt tay. Cứ để vậy, khi nào anh về khuya em còn có cái bầu bạn mà chờ anh chứ. Rồi chị cười buồn. Thiếu phụ ngước nhìn đồng hồ bàn, vẫn còn nửa giờ. Nửa giờ mới đến thời khắc nửa đêm. Mắt chỉ canh nồng vì giờ ngủ,
Mi mắt trùng xuống nặng dần, miên man trong mớ ý nghĩ hỗn độn. Chỉ nghe mơ hồ trong tiềm thức xa xăm, có một người nào đó lại gọi thì dậy với lời lẽ thúc ép, dọa dẫm và thậm chí là cười gằn thô bạo. Rồi miền ký ức rồi về một bóng hình không rõ hình thù gì, nhưng chỉ đoán định rất có thể là một người đàn ông. Vì mờ nhạt quá mà chị không nhìn rõ mặt. Thế là điềm nhiên có một người vô hình đêm đêm lai gọi chị dậy. Y mặc nhiên len lỏi vào từng ngõ ngách sâu kín của tâm hồn chị, rồi gặm nhấm từng tí một. Có một lần y lôi chị dậy bay bổng lên trời xanh, bay là là qua rất nhiều đồng ruộng làng mạc. Đến ngõ khuất sau ủ rơm, đột nhiên y biến mất. Chỉ dí mắt tìm mãi, chỉ nghe gọi nhã ơi. Chị quay lại, trời đất, Minh hả? Đó là người bạn thuở thiếu thời của chị. Còn nhớ hồi học cấp 3, cả hai vì sợ ma từng nắm tay nhau đi bộ suốt quãng đường dài đến nhà hờ để họp nhóm tứ quái kiệt. Bàn tay Minh ướt nhẹp mồ hôi và thường xuyên run bắn. Ngày đó Nhã rất tức cười và hay trêu chọc Minh. Rồi đột nhiên Nhã nghỉ chơi với Minh. Biết lẽ gì không, ba má cấm tiệt Nhã không được chơi với Minh nữa, vì Minh là người Việt gốc Hoa, Nhã là trẻ con, mà trẻ con phải làm theo người lớn. Giờ đây Minh đứng đó nửa như tươi cười, nửa như bối rối, chỉ muốn nắm tay người bạn thiếu thời như hồi xưa xem anh chàng có run bặt lên không. Nhưng chỉ vừa tiến một bước và giơ tay ra thì anh chàng giật lùi lại mãi cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ cuối chân trời. Rồi hình như chỉ lang thang một mình, thằng vô hình đã xuất hiện vẫn thế, không rõ hình thù gì. Y lôi tuột chị dậy chạy như bay, thình lình đặt bàn tay chị vào một bàn tay lạnh ngắt khác. Y biến mất, trước mắt chị là bàn tay lạnh giá. Chị ngước mắt nhìn lên. Ủa, vì sao? Chồng chị đó, nhưng anh không thân quen, gần gũi lạ lẫm đến vô cùng. Chị gọi anh im lặng, đến khi chị sờ vào người anh thì ra đó là một xác chết đã cứng đờ. Chị sửng sốt kinh ngạc, ríu cả lưỡi, không kêu được. Hình như chị đã khóc rất lâu. Lạ thay, dòng nước mắt nóng ấm dâng cao lên mãi thành một biển nước mênh mông. Chỉ có Huy và chị bồng bềnh, không thuyền, không bến. Chỉ nghe âm thanh nhịp tim của Huy rõ mồn một. Bàn tay chị nghe rất rõ nơi khuôn ngực ấm áp của anh. Thiếu phụ thức dậy lần thứ hai trong đêm, chỉ thấy bàn tay mình quàng về phía chồng nơi ngực trái của anh. Nghe mơ hồ và ảo trong giấc mơ xâm chiếm tâm hồn chị. Vừa lúc ấy chuông đồng hồ ở phòng khách điểm 12 tiếng, thời khắc nửa đêm. Lần này thằng vô hình xuất hiện. Gã mặc áo choàng bùng nhùng như kiểu hiệp sĩ thời Trung cổ, chiếc mặt nạ đen hình tam giác, toàn thân gã màu đen, duy chỉ có lộ lộ màu trắng trắng của hàm răng và hai vệt sáng dữ dội của hai con mắt. Người vô hình tỏa ra thứ mùi đặc trưng, vừa như mùi xác chết, vừa thoang thoảng mùi xạ hương. Người ta đồn rằng hễ ai lọt vào mắt xanh của gã lập tức không bao giờ rứt ra được bởi thứ mùi đó. Ai đó vừa ghét sợ chối bỏ y, nhưng lại vừa bị hấp dẫn đến mức mê hồn. Tất nhiên, kết quả là họ đã chết, chết một cách thảm thương. Ngoài khu vườn, gió gào thét, cây cối nghiêng ngả. Người vô hình đang đứng ngoài ban công của một ngôi nhà sang trọng. Chiếc mặt nạ đen hình tam giác đang tì vào cửa kính theo dõi nhất cử nhất động của phòng khách. Bên trong nhìn ra y như một con cú vọ, lại như một tử thần đến đòi sinh mạng con người. Y kiên nhẫn chờ. Ngoài khu vườn, gió lại gào thét, cây cối lại ngả nghiêng. Quả nhiên thiếu phụ
Từ trên chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ, chị đã rón rén bước ra phòng khách. Quả lắc đồng hồ đung đưa từng khuôn nhịp theo bước chân nhẹ êm của người đàn bà mộng du. Chị thấy dưới chân mình là đệm hoa êm mượt. Chị bước về phía bóng hình đen đen ở khung cửa kính, hai tay giơ về phía trước. Hình như bóng đen ở khung cửa kính cũng biết giơ tay. Hai bàn tay y thọc sâu qua cửa kính, y ướn thẳng người bước qua như người tàng hình. Y bế xốc người đàn bà rồi đặt nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Thoạt nhiên y cười gằn ranh mãnh. Người đàn bà mở mắt trân trân nhìn y như bị thôi miên. Y đưa bàn tay xương xẩu khẳng khiu với những ngón dài, móng tay dài sắc nhọn vuốt má, vuốt mắt người đàn bà. Hình như y có cúi xuống thấp hơn nữa. Bỗng cánh tay áo bùng nhùng của y vương víu thế nào, bình hoa pha lê gần đó đã vỡ tung ngay trên sân gạch hoa bóng loáng. Thiếu phù thức dậy lần nữa. Lần này không phải là đêm. Nghe mơ hồ âm thanh sao sắc của ban ngày, qua mí mắt đồng đậy khép hờ, chị nhìn thấy những tia nắng nhảy nhót nơi khung cửa sổ bằng kính. Ta đang ở đâu đây? Tại sao các bức tường đều là màu trắng? Nghe mơ hồ nơi khuôn ngực nặng nặng và bàn tay bị ai đó nắm rất chặt. Thiếu phụ cố gắng rút tay của mình ra, có tiếng reo khẽ. Tỉnh rồi, may quá. Em nằm đây hôn mê đã 2 ngày rồi, sao hôm kia quét dọn phòng khách chị hai thấy em nằm dài trên ghế sofa? Ai cũng tưởng chắc em bị trúng gió hay bị ngất gì thôi, người đâu là nặng thiệt. Cũng may mà em không sao. Thiếu phụ buột miệng hỏi, thế còn... Chị định hỏi về người vô hình trong giấc mơ của chị, may mà Huy đỡ lời. Anh tưởng chị hỏi về những người thân. À, em yên tâm, bé Hương mới về bên má. 2 ngày nay má tức trực bên em suốt. Dì hai, dì về bên ấy bảo cho bé Hương và má tôi hay vợ tôi đã tỉnh rồi nghe. Tiếng dép của dì hai nhỏ và xa dần. Thiếu phụ vẫn chưa hết bàng hoàng về cảm giác mình đã trải qua. Chỉ thấy mình vừa bay trong cõi vĩnh hằng, người nhẹ tênh không trọng lượng. Thế rồi như kinh khí cầu sắp đáp xuống mặt đất, giờ đây là cảm giác nặng nề, rã rời của cơ thể. Chị khẽ thầm thì, em mệt mỏi quá. Giọng Huy hết sức nhẹ nhàng. Anh biết em cố nằm bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày cho khỏe, việc ở nhà để anh lo. Sau chuyến đi Đà Lạt dài ngày mà Huy gọi là cuộc viễn du hâm nóng tình yêu, Nhã có phần tức tỉnh hẳn. Về lại ngôi nhà quen thuộc của mình, chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu như gặp lại một cố nhân. Lúc đó là 9 giờ sáng, như thường lệ chiếc đồng hồ ở phòng khách lại hoàn thành việc báo giờ nhẫn nại của nó. Âm thanh 9 tiếng thánh thót ngân nga như từ hang động xa xăm thăm thẳm vọng lại. Nhã cảm thấy vương vấn một cách gì rồi không định thần được, chỉ nhắc bé Hương cởi bỏ quần áo bẩn đi đường và chị đi tắm. Buổi chiều cả nhà cùng đi dạo thư thái trong khu vườn riêng của họ. Đó là khu vườn nhỏ xinh. Huy cho rải đá dăm trên lối đi. Hai bên đường là những cây liễu rủ với màu hoa đỏ buồn buồn. Vài cây cắc, bách diệp, cây tùng. Toàn những cây cảnh quý tộc đáng giá. Đây rồi một cái hoa sữa mà ngày mới cưới nhau Huy mang tận Hà Nội vào tặng vợ. Cái hoa sữa của Hà Nội, cái hoa sữa của tình yêu trinh trắng, những cái tình yêu đã mang mà Nhã dành cho cái hoa sữa có lúc cũng bị phôi pha vì vào mùa nóng cây sinh ra quá nhiều sâu, mà toàn là những loại sâu rọ dài ngoằng lông dựng lên tua tủa trông mà phát khiếp. Nhã ngắm thân cây hoa sữa với sự cảnh giác lũ sâu bọ có thể xuất hiện bất ngờ. Rồi một điều gì đó tức thời nảy sinh ở chị, một cảm giác cái gai dọc sống lưng. Nhã ngước mắt lên cây hoa sữa, chị bàng hoàng không tin vào mắt mình.
Thằng vô hình với cái mặt nạ hình tam giác đang chiếm trệ đứng trên cao. Dưới đây toàn thân y không phải màu đen mà là toàn màu trắng. Thứ màu trắng trong suốt khuếch tán trong ánh nắng chiều. Gương mặt chị thái xanh, nhã phập phồng chờ đợi căng thẳng thời khắc người vô hình sẽ tóm lấy chị, lôi tụt chị bay vào cõi u mê, gần như run rẩy. Nhã tựa hẳn vào vai chồng, bàn tay chị tìm kiếm bàn tay của Huy. Những ngón tay anh truyền cho chị nguồn xung điện làm toàn thân chị nóng rực. Huy bảo, cây hoa sữa tốt quá hả em? Nhìn những tán lá xanh thẳm tùm kia kìa. Nhã nhìn theo hướng tay của Huy. Lạ thay, thằng vô hình mà chị vừa thấy y đang tan chảy ra thành nước, thành không khí. Điều mà chị khẳng định trước đó, người vô hình có thể xuất hiện lần nữa trong chốc lát chỉ là một hư không. Tối đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chúng sống với Huy và Nhã nói chuyện rất lâu. Bao nhiêu là chuyện thú vị của thời sinh viên đầy kỷ niệm. Ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười nay lại chan hòa trong bầu không khí ấm cúng. Rồi Nhã kể lại giấc mơ người vô hình của mình cho Huy nghe. Anh chỉ cười véo mũi chị. Tại sao em không khỏe, lo lắng nên tâm thần bất an? Cô bé yêu của anh, hứa với anh đi, đừng nghi ngợi gì nữa được không? Đêm hôm ấy, đêm hôm sau và nhiều đêm sau nữa, dù tỉnh táo, dù cú công thức đời tiếng chuông đồng hồ báo hiệu thời khắc nửa đêm, Nhã không bao giờ gặp lại giấc mơ người vô hình nữa. Duy có một chi tiết nhỏ trong giấc mơ chị đã không kể cho Huy. Đêm trước khi chị bị hôn mê, thằng vô hình kia đã kịp hôn chị. Nụ hôn như một niềm đê mê tội lỗi, dấu tích của giấc mơ kinh khiếp còn vương lại đâu đây. Nhã giấu kín điều đó xem như một thế giới tiềm thức riêng của chị. Nhờ đó mà chị khám phá được bao nhiêu điều bí ẩn về hạnh phúc của con người. Bài viết này của tác giả NCTC. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.